diệu pháp liên hoa phẩm hóa thành dụ thứ bảy. Đức Phật bảo các cái thầy tỳ kheo, thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị, a tăng kỳ kiếp đã qua, lúc bấy giờ có Đức Phật hiểu, đại thống tri thắng Như Lai dương cung, cảnh nhiên tri minh hành túc thiện thể thế gian giải, vô lượng sở điều ngữ trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước đó tên Hảo Thanh Kiếp, tên Đại Tương, các cái tỳ kheo từ khi Đức Phật đó diệt độ nhận đến nay, nhân là lâu xa thí như địa trùng trong cõi tam thiên đại thiên giả sử, có người đem hai làm mực rồi đi hỏi 1.000 cõi nước ở phương đông, bèn trăm một điểm từng băng bụi nhỏ lại qua 1.000 cõi nước nữa cũng trăm một điểm, cứ như thế lần lần trăm hết mức mãi mà băng địa chúng ở trên. Ý các ông thì sao các cõi nước đó hoặc Thầy Toàn hoặc đệ tử của Thầy Toàn có thể biết đằng ngân mẹ số ấy chăng? Thưa Thế Tôn, không thể biết. Này các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua hoặc có tâm bực, hoặc không có tâm bực, đồ nghiền nát cả ra làm bụi, một hột bụi la một kiếp. Từ Đức Phật đó diệt độ bên này lâu hơn vô số lượng vô biên tâm nguyện ức tăng kỳ kiếp, ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thở ở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Bây giờ được nghĩ Thế Tôn muốn truyền lại nghĩa trên mà nói rằng, ta nhớ đời quá khứ ô lượng vô biên kiếp, có Phật lượng túc tôn hiểu đại thông trí sanh, như người dùng sức ý mai cõi tam thiên đại thiên hết tất cả địa chúng thầy đều làm thanh nhi mực, qua hơn 1.000 cõi nước bên trăm môi điểm chân, như thế lần này là chấm hết các mức chân này, bao nhiêu cõi nước đó điểm cũng chẳng điểm thầy lại đều nghiên làm bụi, một bụi làm một kiếp, kiếp số lâu xa kia lại nhiều hơn số bụi và thì đó diệt đến nay, vô lượng kiếp như thế thì vô ngại của Phật diệt và thì đó diệt đi đâu, và thánh lân Bồ Tát như hiện nay thấy diệt, các tỳ kheo nên biết tri Phật tỉnh ly diệu vô lượng và vô ngại xuân thâu vô lượng kiếp. Đức Phật bảo các tỳ kheo, đừng đại thông trí tăng Phật thọ 540 vạn nước, là do tha kiếp Đức Phật đó khi trước lúc ngồi đạo trang phá quân ma rồi, sa bê đẳng ê đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Phật pháp chẳng hiện ra trước như thế một chiều kiếp, cho đến 10 chiều kiếp ngồi xếp bằng thân và tâm đều không đồng, mà các Phật pháp con chẳng hiện
ra trước. Thơ đó các vị trời đau lời ở dưới cùi cây Bồ Đề. Đa ra rồi vì Đức Phật mà trải tòa sư từ cao một do tuần. Phật ngồi nơi tòa này sẽ đặng đạo vô thượng chánh đăng chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó các trời phạm thiên vương dưới những hoa trời khắp 40 do tuần do thơm. Lâu lâu thổi đến thổi đẹp hoa heo đôi, người hoa mới mầm như thế không ngất. Mãi mời thiếu kiếp để cúng dường Đức Phật, nhận đến khi Phật thế rồi giờ đi đổ xuống rơi hoa này. Ca trời tứ thiên vương vì cúng dường Phật nên thường đánh trống trời, ngoài ra các vị trời khác thổi kỷ nhạc trời. Nhận mời hai chiều kiếp đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế. Các đi khéo được kỳ đại sông trì, thằng ấy Phật nề quá mười chiều kiếp. Các Phật đà Pháp hiện ra trước cái thanh đạo vô thượng. Thanh ấy đằng tránh ra lúc Phật này chưa xuất đi ra, có 16 người con trai, người con cả tên Trí Tích, người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp bầu là nghe cha chứng đặng qua vô thường chánh đặng chánh giác, đều bỏ đồ bầu của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là vua truyền thánh truyền luân thánh vương cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn đức nhân dân khác đều vây quanh đi theo đến đạo tràng. Mọi người đến gần ngôi đức này thì thắng Như Lai để cúng dường cung kính tôn trọng người khen. Khi đã đến nơi tất cả đều đầu mặt hòa mình lạy chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong đều chắp tay một đôi lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật rồi nói kể khen Phật. Thế Tôn nói đức nghi lớn vì muốn hề đồ chúng sinh trong vô lượng ức năm bên mới đặng thành Phật. Các nguyện đã đầy đủ hãy xây lành vô thượng. Thế Tôn rất ít chỉ có một phen ngồi mười kiếp, thân thể và tay chân liên tình không hề đồng. Tâm Phật thường lặng là chưa từng có tan loạn, toàn rôn rao vắng bàn an trụ pháp vô lậu. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng ta được lợi lành mừng rỡ vất vui đẹp. Chúng sanh thường đau khổ đối mơ không đạo sư, chẳng biết đạo dứt khổ, chẳng biết câu giải thoát lâu ngày thêm neo ác giảm tôn. Các chúng trời từ dội vào nơi tôi trời chẳng nghe danh Phật. Này Phật đặng vô thượng đạo an ổn vô lậu, chúng ta và trời người vì đang lớn tơ lợi lên tốt cho nên đều cúi đầu quy bàn đấng vô thường. Bây giờ 16 vị vương tử nói kể khen Đức Phật rồi là khinh liền khuyên tình Đức Thế Tôn truyền pháp luân
đều thưa rằng Đức Thế Tôn nói pháp được yên ổn, thương xót làm lời dịch cho các trời và nhân dân. Lại nói kể rằng Đức Phật không bằng trong phước tự trang nghiêm đẳng trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con và các cái loài chúng sinh, xin phân biệt chỉ bay cho đẳng trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sanh cũng được Thế Thế Tôn biết. Chúng sanh tâm tâm nghĩ tưởng gì cũng biết đạo chúc, chúng làm lại biết xưng trí huệ muôn đưa và tu phước nghiệp gây tạo đời trước cơ Thế Tôn biết cả rồi. Nay truyền pháp vô thường, phân vào cả cái tỳ kheo lúc đức đại sông trí sáng Phật tự đăng quả vô thường chánh đẳng chánh giác trong mọi phương đều năm trăm bốn đức các cõi Phật sâu diệu hàng đồng trong các cõi nước đó chỗ tối tâm ánh sáng của nhật Nguyệt không an soi tôi đẳng mà đều sang giờ trong đó chúng sanh đều đẳng thấy nhau đông nói rằng trong đây tại sao bổn sanh ra chúng sanh lại trong cõi đó cung điện chư thiên cho đến phàm cung. Sau điện vang đồng hầu quang soi cùng khắp đầy cõi nước sang hơn ánh sáng của trời. Bây giờ phương đông năm trăm bức các cõi nước cung điện qua trời phàm thiên ánh sáng soi sang gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Các phàm thiên vương đều nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có vì nhân duyên gì ấy mà hiện điều tốt này. Lúc đó có cái vị phàm thiên vương liền đi đến nhau để chung ban việc đó. Trong chúng có một vị phàm thiên vương lên tên cứu nhất thì để vì các phàm chúng mà nói kể rằng cung điện các cái cung điện chúng ta sang suốt chưa từng có, đây là nhân duyên gì phải nên chung nhau tìm lá trời đời đức sanh. Nay là Phật ra đời mà ánh sáng lạt lần này khâm soi cả mười phương. Bây giờ năm trăm muôn cái cõi nước các vị phàm thiên cùng chung với cung điện mới vì đều lấy lấy dựng các khu hóa trời đồng đồng đi đến phương Tây suy tìm tướng sáng đó thấy đức đại phong suy sáng Như Lai ngồi toa sư tử ở đây đào lanh người gọi Bồ Đề hằng chư thiên long vương càn thát ba khẩn na la và hầu la dân và phi nhân vân cung kính vây quanh đức Phật và thấy mười sáu vị vương tử thích chuẩn tiền pháp luân đức thời các vị phạm thiên đau mặt lại chân Phật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trường mà trời mà rải trên đức Phật hoa của mấy ông lại nhóm như nơi diệu cao cung để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cây bồ đề đã cao mười do tuần cúng dường hoa xong bởi vì
đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: Xin Đức Phật tha tương giang lợi ích cho chúng con. Cung điện dâng cung đây xin hạp mở. Lúc đó cả các vị phạm thiên liền ở trước cái Phật một lòng đồng chiêng dung kể mà khen rằng: Thế Tôn rất ít có thể gặp ở đằng đủ vô lượng công đức hay cứu hộ tất cả thầy lên của trời người thương xót ở trong đời mười phương các cái chúng sinh ngày khắp đều nhờ lời ích chúng con tùng theo đến 500 muôn nước nước bỏ vui thiền định sao về để cung dương Phật chúng con với cái đời trước cung thiền rất tốt đẹp nay đem dâng Thế Tôn quỳ xin thương nạp thọ. Bây giờ các cái vị phạm thiên vương nói kể khăn Đức Phật rồi đều thưa rằng: Quỳ xin Thế Tôn truyền pháp luân truyền thất hết chúng và sanh mở đường niết bàn. Khi ấy các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng mà nói kể rằng: Thế hùng lượng dũng tôn quý sinh diện nói pháp dùng sự kỳ từ bi đến độ chúng sanh khổ nào đúng đó đại thông trí thắng Như Lai lặng yên nhận lời đó. Lại nữa các cái tỳ kheo phương đông nam 500 muôn nước cái cõi nước các cái vị phạm thiên vương đều từ thấy cũng bình ánh sáng trôi loa từ xưa tới từng có vui mừng hơn nữa sanh lòng hy hữu liền cùng đến nhau chung ban việc đó. Lúc này trong chúng đó có một vị phạm thiên tên là Đại Bi. Vì các dung phạm chúng mà nói kỹ rằng: Việc đó nhân duyên gì mà hiện tượng như thế? Các công điện chúng ta sáng suốt chưa từng có. Na trời đại đức sanh hay là Phật ra đời chưa từng thấy tướng này nên chúng một đi lòng cầu quả nghìn muôn kỳ cõi sao quang cùng tìm đó phần nhiều Phật ra đời độ thoát khổ chúng sinh. Bây giờ 500 môn các cái phạm thiên vương cùng chung với các công điện lấy đại đừng các thứ hoa trời đồng đến phương Tây Bắc suy tìm tướng đó. Thầy Đức Đại Thống Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề các cái hàng chư thiên long vương cần thân bà khẩn na la ma hồ la gia nhân cùng phi nhân vân vân cung kính vây quanh và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuẩn pháp luân. Khi ấy các cái vị phạm thiên vương đau mắt lạy chân Phật đi quanh 100.000 vòng liền lấy hoa trời mà rải trên Phật hoa đó rải đó
ngon như núi rượu cao. A công đề cúng dâng cây bồ đề của Phật. Cúng dâng hoa xong đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Phật Tề Thương sát lời ích cho chúng con những cung điện dừng này cúi xin nạp với thọ. Lúc đó ca kể vì phạm thiên vương đều trước Phật một lòng đồng tiếng nói kể ghen rằng: thanh chúa vua trong trời chuyển ca lăng tịnh gia thương xót tràng chúng sanh, chúng con nay kính lễ Thế Tôn rất ít có lâu xa một lần hiện. 180 kiếp luôn qua không có Phật ba đường giữ dậy đây các chúng con trời giảm hết nay Phật hiện ra đời làm mắt cho chúng sanh trụ quy số của đời cứu hộ cho tất cả là cha của chúng sanh. Thương xót làm lời giấc nhờ Phật lành đời trước nay đang gặp Thế Tôn. Khi đó ca cái vị phạm thiên vương nói kể khen Phật xong đều thưa rằng: côi xin được cái Phật thương xót tất cả truyền pháp luân cho để độ thoát chúng sanh. Lúc ấy các cái vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng mà nói kể khen rằng: đại thánh truyền pháp luân chỉ bày các pháp tương độ chúng sanh đau khổ khiến đằng vui ra đi vui mừng. Chúng sanh nghe pháp ấy này đặng đào hoặc sanh thiên các đương dự làm ít bực nhẫn thiện thêm nhiều. Khi đã được đại thông tri sáng Phật lặng yên nhận lời, lại nữa các tỳ kheo 500 muôn nước coi nước ấy ở phương Nam, các cái vị đại pháp vương đều từ thấy cung điện mình ánh sáng chói loa. Từ xưa chưa từng có vui mừng hơn sanh lòng hiểu, liền đến cùng nhau chung ban việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng chói này. Trong chúng nó có một vị phạm thiên vương lớn tên là Diệu Pháp. Vì hàng phạm chúng mà nói kể rằng: các cung điện chúng ta quang minh rất trí hoài diệu, đây không phải không nên từng nay phải tìm đó. Qua hơn 100.000 kiếp chưa từng thấy tương này, là trời đại đức sanh hay Đức Phật ra đời. Bây giờ 500 nước phạm thiên vương cùng cung điện trung, mỗi vị dùng đáy đựng các thứ hoa, trời đồng đến phương bắc suy tìm thương đó. Thầy Đức Đại Thông Tri Sáng Như Lai mỗi tòa sư từ nơi nào trang giấy cùi cây bồ đề hàng chư thiên long vương càng tắt bà cần la na ma hầu la ra nhân và vị nhân cung kinh vây quanh cùng thầy mời sau vị vương a tử thịnh và đã chuyển pháp luân. Khi đó ca cái phàm
Hỷ Phạm Thiên Vương đầu mắt lệ Phật, Phật đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời mà rải trên Đức Phật. Hoa rải đó nhóm như núi diệu cao, và để cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cúng dường hoa xong, mỗi vị đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: Xin Đức Phật đoái thương lời dịch chúng con, cung điện của chúng con dâng đây cuối xin nạp thọ. Lúc bây giờ các vị đại Phạm Thiên Vương lên ở trước Phật một lòng, đồng tiếng nói kệ khen rằng: Thế Tôn rất khó thấy, bực phá các cái phiền não hơn trăm ba mươi kiếp nay mới thấy một lần. Hàng chúng sanh đói khát, nhờ mưa pháp ấy đầy đủ xưa chỗ chưa từng thấy. Đừng vào lượng trí huệ như hoa ư đàm mắt, ngày nay mới gặp ngờ cung điện của chúng con, nhờ hào quang được đẹp Thế Tôn đại từ mạnh vui xin thương nạp tỏ. Khi đó các vị Phạm Thiên Vương nói họ kể xen Đức Phật, rồi đều bạch rằng: Vui mong Đức Phật truyền pháp luân, là làm cho tất cả thế gian các cái hàng trời người ma phạm xá môn và la mốt đều được an ổn mà nữa đủ thoát. Lúc này các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng nói kể rằng: Vui mong Thiên Nhân Tôn truyền pháp luân vô thường, đánh nghe vang pháp ấy cổ lớn mà thôi, pháp ấy loa lên khắp ấy rơi, pháp ấy vụ lên đồ vô lượng chúng sanh, chúng con đều quy tình xin nói tiếng sâu xa. Khi đó được cái đại thông trí thắng lặng yên nhận lấy đó, phương Tây Nam nhận đều đến phương dưới cũng lại như thế. Bây giờ 500 môn nước các nước ở thượng phương, các vị đại Phạm Thiên Vương thầy đều tự xây cúng điện của mình ở ánh sáng chói rực từ xưa, chưa từng có vui mừng hân ở sánh long hy hữu, liền đi đến nhau để chúng ban việc đó. Vì nhân nhân gì cung điện của chúng ta có ánh sáng này, lúc đó trong chúng có một vị đại Phạm Thiên Vương tên là Thi Khí và Hàng Phạm. Vì Hàng Phạm chúng mà nói kỹ rằng: Này vị nhân duyên gì cung điện của chúng ta ánh sáng ngoài đức trời đẹp đẽ chưa từng có, tương tự như thế đó xưa chưa từng nghe thấy, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời. Bây giờ 500 muôn nước các cái vị Phạm Thiên Vương cùng cung điện trong mỗi vị đều dùng đẩy đựng các cái thư hoa trời, đồng đến phương giới suy tìm tương sáng đó. Thầy Đức Đại Thông Trí Thác Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, hàng chư Thiên Long Vương Can Thát và Cần La Na Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân vân vân cung kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân.
lúc đó các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lại Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời rải trên Đức Phật. Hoa rải nhóm như núi diệu cao, và để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường hoa xong đêm đều đem cung điện dựng lên Đức Phật, mà vẫn rằng: xin Thái Thượng lời dịch chúng con cung điện dựng đây cúi mong Phật nạp ở. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật, một lòng đồng tiếng dùng kệ khen rằng: hãy thấy thầy các Phật đấng thanh tôn cứu thế, hay ở ngục tam giới cứu khỏi các chúng sanh thiên nhân, tôn trí khắp thường xót loài quần mạnh, hay khai môn cam lộ rộng độ cho tất cả. Lúc xưa vô lượng kiếp luồng qua không có Phật, khi Phật chưa ra đời mười phương thường mơ tội, và đường giữ thêm đồng A Tu La cũng thành, các chúng trời ác càng bớt chết nhiều đọa ác đạo. Chẳng theo Phật nghe pháp thường làm việc chẳng lành, sắc lực cùng trí huệ các việc đều giảm ít, vì tội nghiệp nhân duyên mất vui cùng tưởng vui, tù trong pháp tà kiến chẳng biết nghĩ, à tác lành chẳng nhớ Phật hoa độ, thương đọa trong ác đạo Phật là mất của đời. Lâu xa mới hiện ra vì thương các chúng sanh nên hiện ra ở trong đời. Siêu việt thành tánh giác chúng con rất mừng vui, vì tất cả chúng khác mừng khen chưa từng có. Cung điện của chúng con nhờ hào càng nên đẹp, nay đem dâng Thế Tôn cũng mong thương nạp thọ nguyện đem công đức này khâm đến cho tất cả chúng con cùng chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. Khi đó năm trăm ngôn nức các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật ngồi, rồi đều bạch Phật rằng: quý mong Đức Thế Tôn truyền pháp lên nhiều chỗ, an ổn nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy các Phạm Thiên Vương đồng nói kể rằng: Thế Tôn truyền pháp lên tình trong ấy pháp cam lô độ chúng sanh khổ não, mở bày đường niết bàn, cuối mong nhận lời con dùng tiếng vi diệu lớn thường so đấy mà nói bài pháp tu vô lượng kiếp. Lúc bây giờ đại thông tri thăng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và mời sau vị vương tử từng tới ba phen truyền pháp lân mười hai hành, hoặc là sa môn ba la môn, hoặc là trời ma phẩm và các thế gian khác là đều không thể truyền được. Nói đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ duyệt, đây là đạo khổ diệt. Và rằng nói pháp với mười hai nhân duyên vô minh duyên hành gì à, duyên thức thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc à, xúc duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên lão tử à, sầu bi khổ não.
vô minh diệt tới, anh diệt, thanh diệt tới, thức diệt tới, danh sắc diệt, danh sắc diệt tới, lục nhập diệt tới, xúc diệt tới, thọ thì diệt, thọ diệt tới, ai diệt tới, thủ diệt tới, hữu diệt tới, sanh diệt, sanh diệt tới, lão tử hữu bi khổ khổ não diệt. Đức Phật ở trong đại chúng trời người, kỳ này pháp đó có 600 muôn na già người do vì không tỏ tất cả pháp ma ở các lậu tâm được giải thoát đều đang thiện. Sáu màu ba món vinh trong món thông đủ tâm giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư có 1000 muôn nước ký hằng hà a na na sa na do tha túng sanh cùng bởi khẩn a thọ tất cả pháp mà nơi các cái lậu tâm được giải thoát. Từ đây nhận sâu các cái chung thanh văn nhiều vô lượng vô biên không thể tính kể được. Bây giờ mới sau vì vương tử đều là đông tử mà xuất ra làm sa môn cả cái căn thông là như trí thủy sáng lang. Đã từng cúng dường 1000000 muôn ức các đức Phật tình tu hành thanh tịnh cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác điều và trí cung Phật rằng thưa thế tôn các cái vị đại đức thanh văn vô lượng in vô lượng ức đây đã thành tựu xong đức thế tôn cùng đến vi chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chúng con nghe xong đều đồng tu học thế tôn chúng con có chỉ mong được trí kiến của Như Lai chỗ nghĩ tương trong thâm tâm đứng vật từ chứng biết cho đường đây lúc đó 80 người trong chúng của truyền luân thánh vương giật đền thấy có 16 vị vương tử xuất ra cũng từ câu xuân ra vua liền thuận cho bây giờ đức Phật nhận lời thỉnh của sa di qua 20 kiếp sau trong hàng 4 chúng nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hữu niệm đứng phân nói kinh đó xong 16 vị sa di vì đạo vô thường chánh pháp chánh đẳng đều nguyên độc hồ trí đạo cái tụng thống thuộc lúc nói kinh đó 16 vị sa di bồ tát thầy đều chính tỏ trong chúng thanh danh cùng có người ta tìm hiểu ngoài ra 1000000 được cái loài chúng sanh đều sanh lòng y lâm Phật nói kinh đó suốt 8000 kiếp chưa từng thôi bộ Phật nói kinh đó xong lên vào tỉnh thất trụ trong thiên đình 4000 kiếp bây giờ 16 vị Bồ Tát Sa Môn biết Phật nhập thất trụ trong thiên đình vắng bát mỗi vị đều lên pháp tòa cùng trong 84000 kiếp và 4 bộ chúng rồng nói phân biệt kinh pháp hoa liên diệu pháp liên hoa mỗi vị đều đồ 600 muôn đức na do tha hằng hà sa số chúng sinh chỉ dạy cho được lợi mừng khiến phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác được đại thông trí sáng hà Phật qua 84000 kiếp sau từ tâm hội dạy qua đến pháp tòa ma ngồi an lành
khâm bào trong hàng đại chúng, 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là ít có các thân tâm lại trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn được số Đức Phật ở chỗ các Đức Phật thường tu hành thanh tính thọ tùy trí của Phật để chỉ dạy chúng sanh, làm cho vào trong đó các công phải luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. Vì sao nếu hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin pháp cũng 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói mà thọ tuy không mất thời, người đó sẽ đặng đạo vô thường chánh đặng chánh giác trí huệ của Như Lai. Phật bảo các tỳ kheo, 16 vị Bồ Tát đó thường vừa nói kinh diệu pháp liên hoa này, sau trăm muôn na do tha hằng hà xa chúng sanh của mỗi vị Bồ Tát hoa đồ đó, đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung theo nghe pháp với Bồ Tát thầy, đều tìm hiểu nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp bốn muôn đức các Phật Thế Tôn đanh nay vẫn không hết. Các tỳ kheo, ta nói với các ông 16 vị Sa Di đệ tử của Đức Phật kia nay đều chứng đặng vô thường chánh đặng chánh giác hiện đường nói pháp trong cõi nước mười phương có vô lượng trăm nghìn muôn đức Bồ Tát thanh văn để làm khuyên thùa. Hai vị Sa Di làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Xúc ở nước Hoan Thị, vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tương. Hai vị làm Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên Hư Không Trụ, vị thứ hai tên Thường Diệt. Hai vị làm Phật ở phương Tâm Nam, vị thứ nhất tên Đế Tương, vị thứ hai là Phạm Tương. Hai vị làm Phật ở phương Tây, vị thứ nhất A Di Đà, vị thứ hai tên Lầu Đồ Nhất Thiết Chan Khổ Nào. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Đông, vị thứ hai tên Tu Di Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Văn Tự Tài, vị thứ hai tên là Văn Tự Tài Vương. Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc hiệu là Hoài Nhất Thiết Thế Gian Vô Ý, vị thứ 12 sau chính là Ta Là Đức Là Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi nước Ta Bà, thành vô thường chánh đẳng chánh giác. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm Sa Di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn hằng xa chúng sanh, vì đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Theo ta nghe pháp những chúng sanh đó, đến nay có người trụ được bậc thanh văn. Ta thường giáo hóa pháp vô thường chánh đẳng chánh giác, vững bổn người này đang dùng pháp đó mà lanh vào Phật đạo. Vì sao vị trí huệ của Như Lai khó làm khó hiểu vô lượng hằng hà sa chúng sanh, vì hóa độ trong thời đó chính là bọn ông các tỳ kheo. Và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết
không hay hành của Bồ Tát tự ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ sẽ nhập niết bàn. Ta ở nơi nước khác làm Phật tuy lại có tên khác, người đó giàu sanh lòng tưởng là diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia câu trí huệ của Phật được nghe kinh này chỉ do Phật thừa mà được diệt độ, lại không có thừa nào hoặc thừa các đức Như Lai phương tiện nói pháp. Các tỳ kheo, nếu đức Như Lai thì biết giờ niết bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bên chắc, do thấu pháp không sâu vào thiền định bên nhóm các Bồ Tát và chúng thành văn mà nói kinh này. Trong đời không có hai thừa mà đẳng diệt độ, chỉ có một Phật thừa đẳng diệt độ mà thôi. Các tỳ kheo nên y rõ đức Như Lai phương tiện sâu vào tánh chúng sanh, biết chi nó ưa pháp nhỏ dân hàm nơi năm món dục, vì hàng nơi này mà nói niết bàn. Người đó nếu nghe thời liền tin nhận thì như đường hiểm nhiều người nhiều nạn trở nhia, dài năm trăm do tuần trốn ghê sợ hoang vắng không ai người. Nếu chúng đông vốn đi qua con đường này đến chỗ trần biểu, có một vị đạo sư sống vinh sáng suốt khéo giờ đây rõ tướng thông biết của con đường hiểm rất chung sanh. Nhân muốn vượt qua nạn đó, chúng nhân được dắt đi giữa đường. Lời mời bạch đạo sư rằng chúng con mệt nhọc, lại thêm sợ sệt chẳng có thể đi nữa. Đường trước còn xa, ai nay muốn lùi về. Vì đạo sư nhiều sức ý phương tiện, mà tự nghĩ rằng bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ chân ấy biểu lớn mà muốn lùi về. Thì thế rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm qua ba trăm do tuần hoa làm một cái xanh, mà bảo chúng chân rằng thân người dễ sợ đừng lùi về. Này thành lớn này thành có thể dừng ở trong đó, tùy muốn làm gì thì làm, nếu vào thành này sẽ được yên ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu bao đi cũng đằng. Bây giờ chúng mọi mệt rất vui mừng, khen chưa từng có chúng ta hôm nay khỏi được đương sự rất được an ổn. Đó rồi chúng sanh thẳng vào hoa thành sanh long tượng, cho rằng đã được gây lộ rất an ổn. Lúc ngày đạo sư viết chúng ở nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền liệt hóa thành hà bào chúng nhân rằng các người nên đi tới chỗ thành sau vào ở gần đây. Thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để ngươi nghỉ thôi đó. Các tỳ kheo, đức Như Lai cũng lại như thế này, vì các ông mà lăng vị đại đạo sư viết các đương sự sanh tử phiền não hiểm nạn dài xa nên bỏ nên vượt qua. Nếu như chúng sanh thì nghe một Phật thưa thời chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi, mà chỉ như thế này. Đạo Phật dài xa lâu ngày tiêu cân khổ mới có thể đẳng thanh.
phân biệt tâm chúng đó khiếp nghiệp khả liệt dùng sức phương tiện mà ở giữa đường. Vì để người nghĩ đến nói hai món đất bàn, điều tranh sanh thủ trì hai nơi hai vực, đích Như Lai bên hiện bên vì nói rằng chỗ tu cả các ông chưa xong vực của các ông gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lượng niết bàn đã đẳng đó, chẳng phải chân tận đi vậy, chỉ là sự kỳ phương tiện của Như Lai một nơi ngồi đây Phật thì thừa phân biệt nói thành ba như vị đạo sư kia, vì cho mọi người nghĩ mà hóa thà ra làm thành đơn đã biết nghĩ xong, mà bảo đó rằng chỗ châu bảo vừa gần thành này không phải thiệt hóa ta biến hóa làm ra đó thôi. Lúc đó Đức Thế Tôn buôn tuyên lại nghĩa trên mà nói rằng: Đại Song Trí Sanh Phật mời kiếp ngồi đạo tràng Phật Thế Pháp chẳng hiện tiền chẳng thành sanh Phật Thế Đạo. Căn đời thành Long Vương chúng A Tu La Thầy thường rơi các hoa trời để cung dường Phật Thế Đạo. Từ xuyên đánh trong trời và thổi các kỹ nhạc, cho sơn thổi hoa heo lại mưa bóng tốt mới. Qua mười kiếp rồi mới đặng thanh Phật Thế Đạo. Các cái đời cùng người đời lòng đều sanh nhân nở. Mười sau người con của Phật đều cùng quyến thuộc mình, yên nguồn đức vây quanh chung đi đến chỗ Phật, đầu mặt lại chân Phật thành Phật chuyển Pháp Luân. Nga đằng Pháp Sư mưa Pháp lời con và Thật Đi Cả Thế Tôn Thật Đi khó gặp lâu xa một lần hiện, vì giang hồ quan sanh mà chống chân đi đụng Thật Đi Cả. Các thế giới phương đồng 500 muôn được cái cõi phàm cung thuyền sáng chói, từ xưa chưa từng có phàm vương thấy đường này, liền đến chỗ Phật ở rải hoa để cung dương và dâng cung điện lên thỉnh Phật truyền Pháp Luân. Nơi kể người khen Phật, Phật biết chưa đến giờ nhận thỉnh nhân lặng ngồi ba phương cùng bốn phía, trên dưới cũng như thế, rồi hoa rừng cũng truyền thỉnh Phật truyền Pháp Luân. Thế Tôn ra đây khó gặp nguyện vì bổn tư bi rộng mở cửa cam lộ, truyền Pháp Luân này vô thượng, Thế Tôn huệ vô thượng, nhân chúng sinh kia thỉnh mà vì nói các môn Pháp, môn đề 12 duyên vô minh đến lão tử, điều từ sanh nhiên nếu nhân quả hoàn như thế cấp cũng phải đến biết. Tuyên nói Pháp đó rồi 600 muôn đức cai đang biết các sân ngăn khổ đều thành là an. Thời nói Pháp thứ 2000 muôn năng xa chúng các Pháp chẳng thọ cũng đặng cũng đặng là an. Từ sau đây đặng đạo số đông đến vô lượng muôn kiếp, muôn đức kiếp tinh kệ không thể đặng ngăn mẹ. Bây giờ mời sau vì dân ra làm xa gì đều đồng sinh Phật tế kia diện nói Pháp đại xưa. Chúng con cùng khuyên thừa đều sẽ thành Phật Đế Đạo, nguyên rộng như Thế Tôn. Về nhàn sạch thứ nhất, Phật biết lòng đồng tử chỗ làm của đời trước, dùng vô lượng nhân duyên cùng các cái món thí dụ nói sâu ba la mật và các việc thân thông phân biệt Pháp chân thiệt
đạo của Bồ Tát làm nói kinh pháp hiệu ở nơi kể nhiều như răng xa. Phần kia nói kinh rồi vào tỉnh thật đến nhập về định. Tam quan 4000 kiếp một lòng với một chỗ các vị xa gì đó. Việt Phật chưa xuất thiện vì vô lượng chúng nói. Về vô thường của Phật mỗi vị ngồi pháp tòa nói kinh đại thừa này. Sau khi Phật yên lặng tuyên bày giúp dầu hoa. Mỗi vị xa di này số chúng sanh minh độ. Có 600 muôn nước hằng hà xa các chúng. Sau khi Phật thế giới đầy đủ các người nghe pháp đó ở các nơi cõi Phật thường cùng thầy sanh chung. 16 a di đó đầy đủ tu Phật thế đạo. Nay hiện ở mười phương đều đặng thanh chánh giác. Người nghe pháp thù đó đều ở các chỗ Phật. Có người thù sanh dân liền dạy cho Phật đạo. Ta ở số 16, cũng vì từng vì ông nói cho đến dùng phương tiện, dân ông đến pháp huệ phân huệ, do bốn nhân duyên đó nay nói kinh pháp hoa, khiến ông ấy vào Phật đạo sẽ trở sanh kinh sợ. Giờ thì như đường hiểm giờ xa vắng nhiều thu độc, và lại không có nữa khiến mọi người ghê sợ. Vô số nghìn muôn chúng muốn qua đường hiểm này, đường đó rất xa vời trăm trải năm trăm gió tuần. Bây giờ một đạo sư nhớ dài có trí huệ sáng suốt lòng quyết định. Đường hiểm cứu các nạn mọi người đều mệt mỏi ma đạch. Bạch đạo sư rằng chúng con nay mỏi mệt, nay đây muốn trở về đạo sư nghĩ thế này. Con này rất đáng thương, làm sao chúng muốn lùi về cả cam mất tranh lưu lớn. Lên lại nghĩ phương tiện nên bay sẽ ghi thân hông. Họ làm thành cách lớn các nhà cửa trang nghiêm vốn bề có vườn rừng. Sông ngòi và ao tắm cửa lớn lâu các cao trai gái đều đồng vây. Hoài ra thành đó rồi ăn nổi chúng chứ sợ. Các ông vào thành này đều được vừa chỗ muôn. Mọi người đã vào thành lòng đều rất vui mừng, đều sanh trường an ổn. Từ nay đã được độ chào sơ biết nghĩ sống lòng chúng. Mà bảo rằng các ông nên đến trường. Đây là hoa thành tôi ta tài ông mỏi mệt. Giờ đường muốn lui về nên dùng sự cái phương tiện huyền hóa làm thành này. Ông nay gắng tinh tấn nên đồng đến chỗ bao ta cũng lại như vậy. Đạo sư của tất cả thấy những người cầu đạo giữa đường mà lùi bỏ. Không thể vượt đường giữa sanh tử đây phiên nào. Nên dùng sự cái phương tiện đi nghỉ nói Niết Bàn. Rằng các ông sổ rất chỗ làm đều đã xong ta biết đến Niết Bàn. Đều chung là hắn giờ mới nhầm đại chúng. Là vì nói pháp chân thật. Sức phương tiện các phần phân biệt nói và thưa. Thì có một Phật để thưa vì nghĩ nên nói hai. À nay vì ông nói thật ông đẳng chẳng phải diệt. Vì nhất thiết trí của Phật nên Phật. Tinh tấn hoành ông chứng nhất thiết trí mười lực các Phật pháp. Đồ văn hai tướng tốt mới là chân thì thiết diệt coi Phật là đạo sư. Vì nghĩ nói Niết Bàn đã biết nghĩ. Người nghĩ rồi dẫn vào nơi huệ Phật.